nhân vật thực sự trong bộ bài Tây, họ là ai? Cùng vén màn bí mật đằng sau những nhân vật có thật trong bộ bài và thử tài với câu đố khiến bạn ngã ngửa vì bất ngờ. Hẳn nhiều người trong chúng ta đã cầm đến hay chơi bộ bài Tây hay tú lơ khơ, nhưng không phải ai cũng biết nhân vật thực sự ẩn đằng sau các quân bài JQK họ là ai. Câu trả lời sẽ được bật mí ở bài viết dưới đây. Nhiều người cho rằng quân bài duy bích là Albrecht von Wallenstein, nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, phục vụ dưới quyền hoàng đế La Mã thần thánh, Ferdinand II. Ông đã chỉ huy đội quân từ 3 vạn đến 10 vạn người của hoàng đế trong cuộc chiến tranh 30 năm 1618 đến 1648. Một số người khác lại cho rằng đây là hình ảnh của Ogier, người tùy tùng của vua Charlemagne. Nhân vật xuất hiện trong quân bài Di Tết chính là hiệp sĩ Lancelot, một trong những dũng sĩ đa tài bậc nhất của vua Arthur, nhưng lại vướng vào mối tình vụng trộm với hoàng hậu. Khi bị phát giác, vua Arthur đã cho tử hình hoàng hậu, Lancelot xông vào cứu nàng và từ đó trở thành kẻ đối đầu với nhà vua. Khi phản thần nổi loạn, đe dọa ngai vàng của vua Arthur, Lancelot quay trở về hỗ trợ nhưng quá muộn. Nhà vua đã bị sát hại, hoàng hậu cũng trở thành nữ tù. Lancelot bỏ tước vị hiệp sĩ và sống quãng đời còn lại như một vị linh mục. Vẫn có khá nhiều tranh cãi xoay quanh câu chuyện quân bài Zero là ai. Nhiều người cho rằng đó là Hector, con trai của vua Primus. Sau khi em trai mình là Paris gây ra họa lớn, Hector phải lãnh đạo quân lính thành Troy chống lại quân Hy Lạp. Mặc dù đã nhìn trước được tương lai tăm tối, toàn bộ thành Troy và dòng họ Priam sẽ bị hủy diệt, thế nhưng Hector không hề chạy trốn. Chàng đã lãnh đạo quân nhân thành Troy kiên cường chiến đấu với quân Hy Lạp để bảo vệ những gì họ yêu quý nhất. Hình ảnh trên quân bài di cơ là La Hai. La Hai sinh năm 1390, mất năm 1443, là người tùy tùng của vua Charles VII, Lee Victorious, là trợ thủ đắc lực của thánh nữ Jenny de Arc. Quân Quy Bích là nữ hoàng Eleanor, vợ của hoàng đế Leopold I. Đây là người phụ nữ duy nhất trong các quân bài cầm vũ khí. Quân bài Quy Tép là hoàng hậu Argini. Ẩn sau lá bài này là câu chuyện cuộc chiến hoa hồng của giới quý tộc ở Anh Quốc. Hoàng tộc Lancaster lấy hoa hồng đỏ làm biểu tượng, trong khi đó hoàng tộc York lại chọn hoa hồng trắng. Sau khi hai hoàng tộc trải qua cuộc chiến hoa hồng, họ đã hòa giải và bắt tay với nhau, nên trên tay vị hoa hậu này cầm bông hoa màu hồng. Trên quân bài Quiro là hoàng hậu Rachel. Theo kinh thánh Genesis, Rachel là vợ thứ hai của Jacob, tổ tiên của người Do Thái. Bà là người vợ mà ông yêu quý nhất. Bà cũng chính là em gái của Lít, người vợ đầu tiên của Jacob. Hình ảnh xuất hiện trên lá bài Quy Cơ là hình ảnh của nữ hoàng Judith, nhân vật trong kinh thánh Cựu Ước. Với nhan sắc và mưu trí, bà đã hạ sát Holofernes, hùng tướng của Philistine, để cứu người dân thành Bethulia. Quân bài Ca Bích là hình ảnh của vua David, sinh năm 1040, mất năm 970 trước công nguyên. Ông là vị vua nổi tiếng của vương quốc Israel thống nhất. Ông là một người yêu nhạc, giỏi diễn tấu đàn hạc và viết nhiều bài thánh ca trong kinh thánh. Chính vì vậy, trong các hình vẽ về ông thì hầu hết đều có hình ảnh cây đàn. Hình ảnh trong quân bài Ca Tép chính là Alexander Đại Đế, sinh năm 356, mất năm 323 trước công nguyên. Ông là quốc vương thứ 14 của nhà Arid ở vương quốc Macedonia, là con của vua Philip II, nhưng ít dành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà Macedonia. Vào năm 20 tuổi, ông kế thừa ngôi vị và có mưu toan thống trị thế giới. Quân bài Caro là Gaius Julius Caesar, sinh năm 100 đến 44 trước công nguyên, một lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã. Ông cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới. Ông có vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành đế chế La Mã.
Julius Caesar, xuất thân trong gia đình quý tộc, từng đảm nhận chức quan về tài vụ, thẩm phán, quan giám sát. Năm 49 trước công nguyên, ông lãnh đạo quân đội đánh chiếm Rome, thiết lập quyền lực trong một chế độ độc tài. Tới năm 44 trước công nguyên, ông bị sát hại. Trên quân bài ca cơ là vua Charlemagne, Charles Đại Đế, sinh năm 742, mất năm 814, là vua của người Frank, 768 đến 814, sau lên ngôi hoàng đế La Mã. Trong 14 năm tại vị, ông đã tiến hành hơn 50 cuộc chinh phạt, làm chủ hơn một nửa lãnh thổ châu Âu. Trên quân ca cơ, ông là người duy nhất không có ria, do người đục gỗ trên bảng khắc hình tượng của ông đã vô tình làm chiếc đục trượt qua môi khiến bộ ria của ông bị mất. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.